thì là cô cũng có làm cho chú Chính đàng hoàng. Ừ, đàng hoàng, con biết đàng hoàng mà con nói chuyện không có được, con phải âm thầm, con phải chịu. Con bước ra thì mai con đi nữa nè. Sao đi nữa? Con buồn con đi, không có vợ con gì đâu. Không buồn vợ con, buồn bản thân đi bây giờ. Đi sống ngoài đường lang thang. Trời ơi, thôi ở nhà đi, ông Chính cũng già cả rồi. Chứ mấy tuổi đầu. Ừ, thôi ở nhà đi cho nó khỏe nghe. Dạ, cũng dạ chứ con không từ chối đâu. Con ngước mắt. Ngôn xin gửi lời chào cả nhà nha. Thì hiện tại là Ngôn đang có mặt tại nhà của chú Hai Kiểm, là anh rể của chú Chính, để tìm hiểu rõ hơn về cái cuộc sống và cái câu chuyện mà chú Chính kể có đúng sự thật hay không. Thì sau đây thì Ngôn xin mời cả nhà cùng theo dõi cái cuộc trò chuyện giữa Ngôn và chú Hai Kiểm để hiểu rõ hơn ạ. Dạ rồi, con gửi lời chào chú nha. Rồi, cảm ơn cháu. Dạ, chú cho con hỏi thăm, chú tên gì vậy chú? Tôi tên Hai Kiểm. Dạ, chú là sao với chú Chính đàn cò vậy chú? Tôi với Chính đàn cò, tôi là anh rể. Dạ. Thứ năm. Dạ. Ủa chú ơi, chú cho con hỏi thăm cái cuộc sống mà qua lời kể của chú Chính đàn cò chú. Dạ. Con nghe chú kể thấy tội nghiệp quá, nhưng mà bây giờ con để xác thực thông tin đó chú. Chú có thể cho con biết chút đỉnh về cuộc sống của chú Chính không ạ? Dạ, chú Chính đó thì khổ thiệt, 5-7 năm nay là dạ. Con 5 đứa, không có đứa nào nuôi nữa đó. Dạ. Thì vợ cũng bỏ luôn, mình nên ông đi lang thang mới gặp ông ở chợ đó. Dạ. Đi lang thang ông xin ăn gì đó, lâu lâu ông về đây một lần, ông ở đây 5-3 bữa rồi ông đi nữa, chứ ông ở chỗ. Dạ, mà có ở đây không chú? Có, dạ, ở cũng... đây được 10 ngày. Dạ. Rồi ông nhớ con, nhớ vợ, ông đi kiếm con, kiếm vợ, ông vậy đó à. Dạ. Rồi đi tới đâu mà ngủ tới đó. Dạ, cũng khổ quá ha chú ha. Khổ lắm. Dạ. 5 đứa con mà không có đứa nào chịu nuôi hết á. Dạ. Có một lần ổng bị bệnh, ổng về đây nè. Tôi trở về đây, điện con ổng đòi lại, nó không lại luôn, bỏ luôn. Lần này tôi và anh nó không lẽ bỏ nó. Như dạ. Nó luôn. Dạ. Được 10 bữa mạnh giỏi rồi, chứ bỏ đi nữa. Dạ. Coi như là bệnh thì chú Chính về đây cho chú nuôi. Rồi khi mà khỏe mạnh rồi chú Chính lại lội tiếp tục đi kiếm con. Đi kiếm con nữa. Trời ơi trời, đứt ruột không? Chú có kể con là, chú Chính có kể con là đi lại tới nhà là không nhìn luôn đó, đuổi đi luôn đó. Đúng rồi, có cụ thể vậy. Một đứa con ở vùng cát nè. Dạ. Rồi một đứa con gái ngang đây nè. Dạ. Và hai đứa con gái ở trên kia. Dạ. Lại nó không nuôi, nó đuổi không đi. Dạ. Trời ơi trời. Hoàn cảnh khổ dữ lắm. Mà dạ. Kêu ở đây tôi nuôi hoài không chịu ở. Dạ. Nhà ấy bệnh này về đây tôi nuôi. 5 bữa thiệt mạnh cái cũng đi kiếm con nữa. Dạ. Mà con nó không nuôi rồi đi tha phương về lại đi, thường thường ở chợ Phụng Hiệp là nhiều nhất. Dạ. Đi xin vòng vòng đó mà xuống nhà cầu ngủ. Trời ơi rồi trời. Gặp con tôi ở trển á. Dạ. Nó đem về nhà nó nuôi. Nuôi dạ. Mạnh là cũng đi nữa à. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn chú nha. Dạ. Ngôn xin gửi lời chào cả nhà nha. Thì hiện tại thì Ngôn đang có mặt tại nhà của chú Chính đàn cò để xác minh rõ hơn về sự việc của chú Chính đàn cò. Thì Ngôn mời cả nhà cùng theo dõi video nha cả nhà. Rồi thì đây là vợ của chú Chính đàn cò nha cả nhà ơi. Dạ rồi, con chào cô ạ. Dạ, cô cho con hỏi thăm á cô, là qua lời kể của chú Chính á, là chú Chính nói á, là chú Chính có được 5 người con, mất hết một người là còn 4 người, tuy nhiên là không có ai nuôi hết. Và ngoài ra chú Chính còn tâm sự á, là có một người vợ nữa, nhưng mà không có cơm nước, không có lo cho chú Chính, để chú Chính buồn quá, chú Chính phải bỏ đi, rồi để bữa nay xác thực thông tin đó cô. Thì để làm rõ sự việc này á, thì cô có thể tâm sự cho con nghe một vài điều không ạ? Dạ rồi. Đó, cơm nước cũng lo cho ông đàng hoàng, tắm rửa sáng cũng phải tắm. Dạ. Đó. Rồi tắm cà phê, cà pháo cũng đó, cũng còn đó. Dạ. Đó, cơm nước thì ăn rồi đó, còn bỏ đó. Dạ. Đó. Chứ cũng lo cho ổng điều nó con á, thì nó đi làm, nó không có được lo. Nó tôi cũng đi mặn mướn, mặn thay lâu lâu, cũng 1-2 bữa cũng chạy về. Dạ. Nó cũng lo chứ đâu có bỏ ổng.
Mà như ở là... nhà rồi là ông đi đó, hỏi nhỏ em bằng dâu thử coi. Dạ. À, bên đây là chú bác của ổng, xanh quanh đây không, nó dòng họ của ổng. Dạ, hồi nãy con có ở nhà của cô Hai Kiểm. À, con cũng có hỏi một chút thông tin. Dạ, cái đó là chị của ổng. Dạ đúng rồi. Dạ. Chị ruột của ổng đó, chị thứ năm. Dạ. Dạ, cô cái này là sao vậy ta? Em dâu. Con chú ông bác. Dạ, dạ. Cô có thể cho con hỏi thăm là những cái thông tin mà chú Chính đưa lên như vậy á cô? Là cũng có là ra thăm, sao cô? Thăm cũng như là về nè, cũng như chị cũng lo dữ lắm mà, cũng như là có ba đứa cháu nè. Dạ. Rồi chị đi mằng mướn thì bỏ ảnh ở nhà, rồi hai ba bữa thì chị về chị cũng săn sóc cho ảnh. Dạ. Chứ không, cô không có ở với ảnh mà thường xuyên. Dạ. Ừ. Rồi ảnh kiểu như là ảnh buồn hay sao mình không biết, rồi ảnh bỏ ảnh đi thôi. Chứ dạ, chị về đó, về nói chị là chị cũng đi kiếm ảnh rước anh về đó. Dạ. Ừ, chứ đâu có bỏ ảnh đâu. Rồi con á, ảnh nói vậy là cô không thấy đúng. Con cũng thương mà điều nó nghèo quá, chị nghèo rồi, nó đâu bao giờ mà nó lo nổi cho cha nó. Dạ. Cũng nó đi mằng mướn hết trơn, đâu có ở nhà đâu, mà ổng nói là nó bỏ bê ổng là không có. Dạ. Ừ. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Ừ. Dạ, mà con thấy được cái nhà là cũng quá trời khổ. Ừ, ừ. Dạ. Mẹ nuôi ba đứa đằng nè. Lo cũng lo cho ổng. Cái này là cháu ngoại hả cô ha? Cháu ngoại rồi đây. Cháu ngoại luôn. Dạ. Nó cũng lo cho ổng, cũng đi mằng mướn đây chứ đâu có mà gạo lúa không, còn khi dư giả ăn đâu. Vậy là thím Chính là đi 3-4 bữa mới về hả? Ừ. Rồi bỏ mình lên ổng rồi ở nhà. Ờ, cũng đây, cũng đúng anh em đây nè đó. Thằng em, dạ, cũng em chồng, bà con chú bác nữa. Đó. Nó cũng bưng cơm qua cho ổng ăn. Dạ. Chứ không phải là bỏ ổng đói. Dạ. Ừ. Có khi nó cũng tắm rửa cho ổng, giặt quần, giặt áo ổng. Đó. Dạ. Chứ không có ai đâu. Dạ, mà con thấy nhà cũ nha. Dạ. Thì nghèo, cổ đó. Rồi sao rồi chú Chính? Dạ. Rồi bây giờ cô nói vậy đó, rồi sao? Bây giờ mình nói sẽ cũ, con mô Phật, con nói sự thật, con không sợ ai đâu. Dạ. Mô Phật cũ á, cái thằng ở xứ địa nào lỡ đồ câu cổ chân nó được ngưng nè, nó đều đâm cái một là cái liền, nó không đâm quýnh ha hầm này cũng đầu heo lặn nè. Nó xứ địa nào con không biết, nó không con sợ quá, của mình ăn ở nhà con nó nhà phải bỏ rồi đi sống vào rừng. Dạ, vậy là sống theo rừng đó. Vậy là không biết ai mà đâu mà không biết ai cho nó ham con làm mười mấy ngày nay. Dạ. Con không quệ gì đâu. Rồi ông Chính sợ quá, rồi ông Chính mới đi sống dọc đường á ha. Ờ, quê ngủ ngoài đường luôn. Dạ. Quê cũng quê rồi đủ mẹ câu cổ chân đường mương nè. Ông kêu một thằng lại coi cho nó đâm, thằng nó coi luôn nó không đâm. Dạ. Ông Chính nói ông đâm tôi không ở đâu. Con thấy ông Chính có cà phê rồi đàng hoàng nè. Không, mà tôi không uống của, không bao giờ uống, đồ ăn cũng không ăn luôn. Sao ông Chính không ăn với uống cà phê? Tại ăn không được, uống không được, không biết uống chứ không uống đâu, không biết uống. Vậy là cô cũng có làm cho chú Chính đàng hoàng. Ừ, đàng hoàng, con biết đàng hoàng mà con nói chuyện không có được, con phải âm thầm con phải chịu. Con bước ra thì mai con đi nữa nè. Sao đi nữa? Con buồn con đi, không có vợ con gì đâu. Không buồn vợ con, buồn bản thân đưa ra, đi sống ngoài đường lang thang. Trời ơi, thôi ở nhà đi, ông Chính cũng già cả rồi. Chứ mấy tuổi đầu. Ừ. Thôi ở nhà đi cho nó khỏe nghe. Dạ, cũng dạ chứ con không từ chối đâu. Dạ. Con ngước nó mất. Giờ đây nha cả nhà. Đó. Người nãy sao con thấy ông ngủ đắp mền rồi ông còn chùm chiếu chi nữa? Nó lạnh. Lạnh quá ha. Mà cái mền cũng đủ ấm rồi mà thêm cái chiếu nữa. Mà nó không ấm, cái mền không mà lạnh nó rung á. Vậy sao ra đường ngủ nổi? Trời ơi, mình ngủ sao bụi luôn. Nằm cho cô phân tay về ngủ à. Yeah. Cô bác thấy vậy, cô bác ta cho cô mang. Yeah. Cái tiền xài. Được rồi. Vậy thôi, tôi sống lang thang ngoài đường, nó thời cũ á. Con không có gian dối cũ đâu. Lang thang ngoài đường, chẳng thà chết ngoài đường, không trong nhà cho vợ con khổ mình. Yeah. Nằm ngoài đường chết đi.
không có tết trong nhà cho lang thang mà để vợ con khổ, không muốn ai nói nặng nhẹ vợ con. Dạ, dạ rồi, vậy là con tìm hiểu thông tin á, là con ông Chính cũng thương ông Chính chứ không phải bỏ ông Chính nha. Thương mà con nó cũ dày làm sao thôi. Mời cái giọng nhân đó vẫn xanh vừa ngồi ghế đang sống quá luôn mà con dâu nó quấn lần khúc vậy, bước lên ngồi buông cái bạc nhũ đầu bóp đi, tôi hận nó gian con dâu quá. Dạ. Trời vợ nhũ mở neo nè, tôi hận nó nhỏ nó bự á, nhỏ người Khmer nữa, không ai người Việt đâu. Thì, nó kêu xuống mưa đi chết đi, đừng ngồi đây mà mất chữ, coi dám nói về mất chữ. Con thể của miếng đất này không phải của con ai miếng mà bên sông miếng mình em miếng mà nó sang hết. Con ở đợi của đàn em chứ không phải của con đâu. Con biết thân con khổ rồi, con chịu chết. Nó rồi đâm con ngồi ghế này cho đâm, cho vợ con thác thấy luôn. Con không sợ đâu, con ngồi ghế sao muốn tủ đầu chết sự đáng thân rồi không gì đâu. Tôi có hai người anh em mà chết người còn sáu mình người chỉ không bà nào mà nhìn nhận mình hết, nó bỏ mình lớn lúng luôn, lợi xương cung nó không cho ăn mà. Được rồi, con nói thiệt, con ở đời con đáng chết thì con không muốn sống nữa. Được rồi, thì cả nhà ơi, hiện tại thì Ngôn đang ngồi cạnh chú Chính đằng còn nha cả nhà. Được rồi, thì ngày hôm nay á, vậy ha, con lại đây con cũng tìm hiểu về cái câu chuyện của ông. Đó. Dạ, đúng rồi. Rồi, con cũng nghe là cô tâm sự rồi. Cũng có một người chị cũng tâm sự rồi. Rồi bây giờ như vậy nè, rồi con thấy được cái hoàn cảnh của ông cũng khổ đó. Rồi con cũng có đưa lên trên mạng á, là để cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho ông. Đó thì dạ. Qua đó thì cũng được cô Hiền gửi cho ông tiền. Rồi dạ. Chị ông Ngô Phật, chị Nhi cũng gửi cho ông tiền. Dạ. Thôi con đem lại cho ông nghe. Dạ. Đấy rồi. Thì đầu tiên á là chị Nhi gửi cho ông 300. Dạ, con mua Phật, con mang ơn. Rồi ngoài ra thì cô Hiền gửi cho ông Chính là thêm 100. Dạ. Dạ rồi nghe. Con Phật con mang ơn. Dạ. Dạ rồi, hồi sáng giờ con cũng tìm nhà của ông Chính là rất là khó nghe cả nhà. Ngôn lặn lội, Ngôn chạy cũng cả buổi sáng mới tìm đến nhà. Dạ rồi, thì đây là của chị Nhi gửi cho ông 300. Dạ, và cô Hiền dạ. Gửi cho ông 100 để ông ăn cơm nước nghe. Dạ. Dạ rồi. Rồi ông giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ. Rồi đừng có đi nữa nghe. Rồi có dịp á, thì có được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á, có gửi cho ông quà gì á thì con đem xuống cho ông nghe. Dạ dạ. Dạ rồi. Con mang ơn nhiều. Gửi lại cô Nhi, con mô Phật con mang ơn nhiều, con không biết nói gì nữa hơn. Dạ rồi, cái chú đụng quá cái gì quên đó. Dạ rồi, thôi vậy ông Chính giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Ông xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã thương cho chú Chính và giúp đỡ cho chú Chính. Và ngoài ra thì đặc biệt cảm ơn chị Nhi cùng với cô Hiền Canada rất là nhiều đã giúp đỡ cho chú một phần nào ạ. Dạ Ngôn rất là cảm ơn ạ. Dạ rồi. Ông giữ gìn sức khỏe nha.